Xin chào tất cả mọi người. Sau một tháng vắng mặt thì hôm nay em đã quay trở lại. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ kênh của em nha. Hôm nay em đi mua ít cây giống về trồng. Bây giờ em sẽ quay xung quanh coi cái tiệm này bán những loại cây giống gì. Em vừa mới vào trong tiệm. Tiệm này bán rất là nhiều loại cây giống khác nhau, giống như ngò, xà lách, rau cần, đủ thứ hết. Mỗi một chậu như vậy là khoảng 1 đồng rưỡi euro, là tương đương với 37.000 tiền Việt Nam. Rất là nhiều loại cây giống. Mỗi một chậu như vậy là có 6 cây giống, 6 cây nhỏ cho mình tha hồ mình trồng luôn. Đây là xà lách. Xà lách cũng có rất là nhiều loại xà lách. Còn đây là rau cần, rau cần tàu. Đây cũng là xà lách luôn. Đây là xà lách loại mà xà lách tròn. Có rất là nhiều loại xà lách khác nhau. Bên đây là cà chua. Mỗi một chậu cà chua như vậy là khoảng 2 euro, là khoảng 50.000 tiền Việt Nam. Chậu nào cũng có rất là nhiều hoa luôn. Còn bên đây là ớt. Ớt mỗi chậu ớt như vậy là khoảng 3 euro, là khoảng 75.000. Trái rất là nhiều luôn, ớt màu tím. Chậu nào cũng có rất là nhiều trái. Bên đây cũng rất là nhiều ngò, ngò gí. Phía trong này thì có rất là nhiều chậu tắc, trái xum xê luôn. Mỗi một chậu tắc như vậy là khoảng 35 euro, là khoảng 875.000 tiền Việt Nam. Chanh màu vàng, trái cũng rất là nhiều. Phía trong này cũng là cà chua, mà cà chua bi trái nhỏ. Chậu nào cũng có trái hết. Một chậu là khoảng 3 euro, là khoảng 75.000 tiền Việt Nam. Đây cũng là cà chua luôn, cà chua bi màu vàng. Một chậu là 175.000. Mấy cái này là cây giống của dưa leo. Một chậu 50.000 cây giống dưa leo, rồi bí ngồi, ớt, mỗi chậu là 50.000 tiền Việt Nam. Người ta trồng cho mình sẵn như vậy, mình mua về á, mình trồng nó rất là mau, còn mình mua bằng hạt mình trồng rất là lâu luôn mọi người. Rất là nhiều cây giống khác nhau. Cái này là đất. Đất này là đất đặc biệt cho để mình trồng rau củ quả. Mỗi một bao 45 lít là khoảng 250.000. Phía bên đây thì là cà tím. Cà tím với ớt chuông. Mỗi một chậu là khoảng chừng 1 đồng 29 là khoảng 31.000 tiền Việt Nam. Bên đây là cà chua bi. Cà chua bi trái rất là nhiều luôn. Mỗi một chậu là khoảng 9 euro, khoảng 225.000. Dâu tây, rất là nhiều dâu tây. Mỗi một chậu dâu tây như là 6 đồng, khoảng 150.000. Chậu này là chậu lớn. Rất là nhiều hoa luôn. Phía trên này thì rẻ hơn,
một cái bắp như vậy là nó khoảng 6 cái cây dâu tây, chỉ có 5 đồng, khoảng 125 nghìn. Nhìn cây giống dâu tây mê lắm luôn mọi người. Phía trong đây cũng là dâu tây. Phía trong đây á, thì mỗi một chậu là khoảng 1 đồng 25 euro. Mà mình mua 3 chậu á, thì rẻ hơn. Mình mua 3 chậu thì mỗi chậu giá chỉ có 1 đồng, là có 25 ngàn một chậu. Mình mua lẻ thì mắc hơn chút xíu. Ức chuông. Đây là cây cà tím nè mọi người. Cà tím bông rất là đẹp, bông màu tím luôn. Ớt, rau húng lủi. Đây là cây giống, phía ngoài này là cây giống của trái sung. Mỗi một cây giống vậy là 300 ngàn tiền Việt Nam. Cây giống của trái cherry mà em không có thấy giá để bao nhiêu. Cherry rất là nhiều luôn. Cherry đỏ, cherry vàng. Còn đây là cây táo. Mỗi một cây táo như vậy là khoảng 625 nghìn tiền Việt Nam. Bông màu trắng rất là đẹp. Đây là mâm xôi đỏ. Một chậu như vậy là khoảng 420 nghìn. Chậu nào cũng có hoa sẵn. Đây là Việt Quốc, 225 nghìn. Nho cũng 225 nghìn luôn. Nho xanh, nho đen. Rất là nhiều cây giống. Phía trong này có nhiều chậu hoa rất là đẹp luôn. Bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây. Mọi người đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi, ủng hộ kênh của em nha.